trong sách tôi nói là phải vô trụ với vật chất, thì trong cuộc sống đời thường thì rất nhiều dính mắc, thì làm sao để vô trụ với vật chất? Không dịch đó. Trong sách thầy viết là tức là theo thiền tông thì phải vô trụ với vật chất, mà trong cái cuộc sống này còn dính mắc nhiều thứ, vậy thì muốn vô trụ với vật chất thì phải như thế nào? Vô trụ là không dính, chứ không phải là bỏ. Nên nhớ là cái bỏ đó khác, cái dính khác. Ví dụ bây giờ em có chiếc xe chở người kia đó, anh tụi chôm xe nó lấy xe con đi, cứ kể mẻ mắt thôi thì vô trụ. Còn nếu mà trụ nó sao không, trời ơi, tôi sống mấy năm đời tôi sống được xe vô mất không. Có nghĩa là mình có thì xài, có thì thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng thế giới vật lý này có thân, phải làm ra tiền để nuôi cái thân này, thân này mới đi học đạo hoặc để làm cái gì cho lợi ích quốc gia, chứ không phải mình là vô. Hiểu cái vô trụ, vô trụ là đừng có dính. Dính là mình chắc mình dính á, chứ mình có phải giữ. Bởi vì học gương Trần Nhân Tông nè, tôi á, tu á là tôi không có tu gì hết á. Nếu có tu, tôi ở nước Nam, vua Nam ở mà ông mà thâm chiếm tôi đọc không chết á. Nhưng mà đến đâu chạy thôi, tôi không dí theo đâu, không rửa theo. Mình phải hiểu cái này, thế giới vật lý. Bởi vì tôi nói á, nếu mình đi tu, bất cứ tu cái gì, mục đích anh tu để được cái gì, tức khi mình mới nhỏ ấy nè, anh tu để được cái gì? Nếu tu giải thoát, đã giải thoát rồi thì không có dính, mà anh còn dính mà giải thoát cái gì? Tôi muốn có cái chùa cho to mà gì giải thoát cái gì? Xin lỗi, trong cái chùa to là anh phải đầu thai hoài anh giữ, chết đi rồi bắt đầu vô cái nhà nào gần gần đó rồi đẻ ra cái xuất gia tiếp, vô trụ trì tiếp ở chùa, từ từ nó đưa mình lên giữ ra. Nó mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới vật lý này, muốn cái gì phải giữ cái đấy. Mình còn bởi vì thành ra cái thiền tông này khi nó ra rồi nó nói trắng ra thì không ai chịu nổi đâu. Có như xin lỗi rồi, thiền tông nó nói ra rồi anh cắt cái cách chùa anh kể như không có tiền trả tiền điện xung quanh chúng ta. Bây giờ nè, hồi xưa thí dụ em không biết, tháng nào cũng vô cái chùa đó đốt nhang lại Phật cầu gì phải không? Thì phải cúng, bỏ tiền cúng, ít ra phải cúng nhiều cúng. Bây giờ biết rồi, tới nữa rồi sao lại 100 người với em mà tiền cái chùa đó sao lại. Mà bây giờ nếu dân tộc Việt Nam mình hiểu được thiền tông này, xin lỗi á, khỏi có gì á, khỏi có đạo nào ra đời á. Kể cái đạo thiền tông cũng mất luôn á. Rồi biết rồi thôi, tôi ngồi ở nhà tôi tu, tôi vô vô chùa là gì? Tại vì các cái chùa này ra là để công bố quyền ký. Có cái chùa bây giờ nó đốt cũng tốt thôi, nó công bố rồi muốn đốt đốt đâu có sao đâu. Nhưng mà chờ thì có nhiều người còn thế hệ sau, nhiều người thế hệ sau chưa biết, nó phải tịch rọt tồn lại để cho người ta biết. Chứ cái chùa có cúng ngày nào thôi, có tụng ngày nào đâu mà để chứ. Nhưng mà đây là cái di tích để lại, bởi vì khi công bố quyền ký, tôi nói đây là cái di tích để lại cho người ta biết pháp môn truyền tông từng công bố ở đây. Chứ thưa thật này, nhang cũng không có mà đèn cũng không có, chỉ có quét cho nó sạch thôi. Rồi ai không biết vô lại thì kể chuyện của người ta đóng lại người ta. Tất nhiên tông không có cho xài, thế giới vật lý không có xài được cái này. Thế giới vật lý không có dính dắt gì tới cái này, anh muốn giải thoát đừng có đụng tới gì nữa. Nhưng mà nên nhớ là anh có thân thì anh phải giữ thân chứ không để rồi. Anh giải thoát rồi cho nó chết đâu, không nói cho chết được, anh phải đi làm. Thứ nhất đừng đi lừa ta lấy tiền, thấy không? Mình có thân mình tự làm. Bởi vì ông tổ bất trưởng cũng nói sao, nếu mà tôi tu một ngày không làm tôi không ăn, ông chắc tuyên bố câu này. Mấy ông đem của thì đúng là tôi ra tà rồi, tôi trồng rau trồng gì tôi ăn. Bởi vì tổ đó, nhiều ông tổ nó nói chứ, một lài ngày không làm một lài con. Khi mà mấy đệ tử ông kêu á, kêu thôi giờ hòa thượng già bà ở đi nghĩ ở tôi đây thì tao nghĩ chỗ cô biểu ăn cũng ăn, tao bữa nay có làm gì đâu ăn đậm đậm bỏ hồn với cho ổng đó thôi, ông xách cái cuốn ra ổng đầu sơ sơ gì nên ổng có công thì ổng vô ổng ăn. Chứ nếu không cho ổng không cho hoạt động á ổng ăn. Nó nguyên tắc
đạo thiền tông nó có nhiều cái đặc biệt vậy. À, hỏi tiếp đi. Người có vật chất và người không có vật chất làm cách nào để được vô trụ? Vô trụ không dính mắc. Anh chưa có vật chất thì dính mắc vật chất, không có dính mắc thì không có dính, thì anh không có dính vật chất. Nhưng mà anh dính về cái gì? Dính về cái tinh thần, tinh thần cái linh thiêng đó. Anh có vật chất thì anh có cái nhà, thì anh dính cái nhà. Giờ anh không có cái nhà thì anh dính cái gì? Anh dính cái ta, cái tâu. Không ai bỏ được rồi. Vô trụ đừng có dính. Giờ hỏi tiếp đi. Đức Phật có dạy: người thấy sanh tử dây dưa, hai thứ không chạm, chỗ xưa niết bàn. Là câu này Đức Phật muốn dạy điều gì ạ? Mình thấy có sanh có tử là đương nhiên là mình đi cuốn hút của vật lý đó. Mà nếu mà hai phần này đừng có đụng nhau, có nghĩa là tâm cảnh không dính nhau đó, thì nó trở thành là thanh tịnh. Thì chỗ đó gọi là niết bàn, thanh tịnh đó gọi là niết bàn. Rồi hỏi câu khác đi. Câu hỏi tiếp theo. Thầy giảng tường tận về tám căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức, mặt, na thức, tàn thức. Sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, ý, thân. Đấy là con ta chết thì chết vô cái vụ này. Cái miệng nói tàm xàm thì nó đưa vô cái kho. Thấy không? Thấy đem vô cái kho, nghe đem vô cái kho. Đó là cái bằng sáu. Bây giờ con thấy là gì? Thấy con mắt là lục căn. Thấy con mắt thấy đẹp, thích là đem vô cái kho. Rồi nghe thích đem vô. Đó cái bằng lục căn tiếp xúc sáu trần. Nếu mà dừng lại gọi là nếu mà bây giờ nếu mà không có gì đi. Bởi vì thành ra là trong kinh Đức Phật có nói là nếu mà hai thứ không chạm chỗ xưa niết bàn, hai cái này lục căn không tiếp xúc dấu trần chính là cái niết bàn. Niết bàn là gì? Là thanh tịnh. Tới cái chỗ này là thanh tịnh rồi thì thanh tịnh cô. Nhưng mà thanh tịnh là đứng tại chỗ nghe, muốn đi đâu là bắt đầu thằng ý thức phải dẫn đi. Vô đây không phải là mình ta tưởng đâu là mình thanh tịnh. Thanh tịnh thì đúng, nhưng mà đứng hoài. Còn muốn đi luân hồi thì phải đi hướng dương. Muốn ở Tây Lắc thì đi âm. Còn muốn về Phật giới thì đi bằng công đức. Nó phải hiểu nguyên tắc của nó. Rồi hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo. Khi vọng tưởng khởi lên kệ nó, vậy là kệ làm sao? Kệ nó là bỏ. Kệ là bỏ thì kệ nó. À, bây giờ thí dụ bây giờ mình nói là vọng tưởng. Nói thì nó hơi khó he. Hai ông kia chửi ổng kể ổng. mình chỉ biết ổng chửi thôi, đừng nhào vô. Nhào vô mình can coi sao, nó bánh trúng mặt mình. Đơn giản vậy thôi, phải không? Có nghĩa là người ta nộp cái vọng tưởng nổi đi đâu kể nó. Giống như người ta đánh lộn kể nó, đứng đây can đi, can vô. Đứng gần nó quăng trúng mình sao. Rồi hỏi tiếp. Thưa Thầy, nhà con ở sát cạnh chùa Vật Lý. Con tu theo Thiền Tông mà ngày đêm phải nghe tiếng tụng kinh gõ mõ và các buổi lễ của chùa. Như vậy nhà con có bị âm khí nhiều không ạ? Xin Thầy hướng dẫn cho con cách giải quyết để không bị ảnh hưởng xấu khi con không có điều kiện chuyển đi nơi khác ạ. Xin Thầy giải đáp ạ. Chuyện chi? Có trong đạo Phật Thiền Tông nó có nói câu đó, tập cái này nè. Tâm cảnh không dính nhau, nó tụng nhiều cũng tụng thay, mình đừng dính thôi, ăn thua gì. Giống như mình có cái nhà bảo ngoài cũng được đó, bảo kệ nó, đóng cửa kính rồi thôi, bảo không thua gì. Mình không có làm vậy. Còn bây giờ muốn đối trị dễ đó, nó tụng mình nghe cái gì, ăn gì Phật mở cho to lên. Đối trị thử coi ai thắng ai. Cái hồi đó nó tụng mình cũng tụng, chứ mình không phải không tụng. Người ta mua 10 watt mình mua 50 watt. Đó, coi ai dở đi. Một là cô dở nhà, hai là cô dở chùa. Phải hiểu cái này, thế giới này nó thiệt là thế giới vật lý. Nếu mà đưa Thiền Tông ra không ai chịu nổi đâu. Được rồi. Muốn tôi cho tụng á, cho tụng tối ngày đi. Mà nhưng có điều là cái lực phải mạnh hơn. Ta tụng 10 watt mình quất 50. Ta nó 50 mình là 100. Tức là ai thua. Rồi hỏi tiếp đi.
thưa bác, người tu thiền tông hay bị mọi người ghét và người này muốn về Phật giới. Như vậy, người này có về được không ạ? Ghét ghét mình đừng có dính thôi. Nếu ta mình ghét mà mình dính thì mình về không về được. Mà người ta ghét nó chửi kệ nó, giống như là tâm cảnh không dính nhau. Giống như thế gian người ta nói là nước đổ lá môn, nó đổ cỡ gì đổ nó không có dính thì về được. Mà nước mà đổ lá mít nó dính cứng ngắc cái đống không được. Và do về được không do mình, chứ không phải là do cái người dẫn mình đi. Rồi câu hỏi tiếp đi.